Hello, xin chào mọi người, đã quay trở lại với shop Đồ Câu Lê Rạng. Thì hôm nay đang tiếp tục về được một thùng máy dòng Ashino SW6000A nha mọi người. Đó thì về còn một thùng thôi, hàng này cũng là dạng thuộc hàng hiếm nha mọi người. Nãy khui ngược rồi nên thấy cái ít. Đây, về được một thùng, nãy anh kia anh ghé anh xem anh thấy được quá, anh vớt hết cái rồi. Thùng nó 20 cái nha mọi người. Hiện tại còn được 19 cái thôi. Đó. Dòng này cũng là đang khan hiếm hàng nha mọi người. Có thể qua Tết âm lịch thì hàng nó mới có về đầy đủ lại. Lúc này hàng nó về thưa và số lượng cũng ít nữa nha mọi người. Đó, con máy này thì cũng khá quen thuộc với mọi người nè. Máy full kim loại nè. Đó, và đây là một số thông tin của máy nè mọi người. Cái máy chúng ta là được full kim loại. Rồi tiện CNC nè. Tiện CNC. Rồi rito nó 5.2 nè. Thông số vào cước nếu mà size lớn nhất là 0.43 thì vào được 220. Còn nếu chúng ta đánh 0.50 thì vào cũng được khoảng 190 nha mọi người. Đó, 190. Chung là cái máy này vào cước cũng khá là nhiều. Thời gian qua thì mọi người cũng đã rất là nhiều người biết với dòng máy này. Vừa câu sông được nè. Câu sông, câu hồ dịch vụ rồi được hết nha mọi người. Cái máy này thì tặng kèm cho chúng ta một cái túi bằng nhung để đựng thôi. Đó, và tặng thêm một cái miếng lông đền. Miếng lông đền thì gắn ở phía trong cái nồi máy này nha mọi người. Đây, lông đền thì gắn phía trong cái nồi máy. Nhìn con máy rất là chất lượng nha mọi người. Đó, tiếng xả bèn của nó kêu cũng rất là sướng. Điểm nhấn của con máy này cũng là chỗ cái tay quay nha mọi người. Đây, tay quay dạng tay quay nguyên khối. Đó, nguyên khối luôn nha mọi người. Đây, nguyên khối luôn. Là nó liền từ đây xuống tới đây luôn. Núm kim loại tròn nè. Quay rất là êm luôn. Và tay quay dạng ren vặn hay là gọi là xoắn ốc đó nha mọi người. Giống như những cái dòng máy Ben của chúng ta. Đó, tay quay thì vẫn đổi trái phải được. Nếu đổi qua bên phải thì mọi người chỉ việc vặn cái con nắp chụp bên đây và chuyển qua bên đây. Đó, chúng ta đổi qua thôi. Đó, chúng ta vặn cứng vào là được. Còn mé bên đây thì hai mé đều có ren vặn phía trong nhưng mà cứ ren thì mình cứ để vào, nó giống như con ốc vậy. Chúng ta để vào và chúng ta xoay theo chiều mà chúng ta bắt cá đó. Đó, cứng tay là được nha mọi người. Đó là kiểu ren vặn. Bát máy là Ashino này. Đó, Ashino nha mọi người. SW6000A 9/1 Bonwin. Đó, toàn thân cái màu của nó giống như màu inox đó nha mọi người, màu kim loại. Nhìn con máy giống như những cái dòng máy cao cấp của Shimano vậy đó. Đó, dòng này thì cho chúng ta câu biển luôn. Câu biển được thoải mái. Và vào dây cũng khá là nhiều nha mọi người. Thì thông số vào dây lúc nãy rằng cũng đã có nói sơ qua rồi đó. 0.43 là 220 m nè. Đó, 220 m. Nếu mà dây chúng ta lớn một chút thì cũng khoảng 189 m. Xài cũng rất là chuẩn. Thời gian qua cũng một số anh em thắc mắc là con máy này có phải là toàn thân nó kim loại hay không mà sao giá nó lại rẻ. Giá nó chỉ 830.000 thôi. Nó rẻ. Thì thật sự nói con máy này đảm bảo cho mọi người luôn. Tay quay kim loại nè, bát máy kim loại, thân kim loại luôn. Tất cả kim loại cho mọi người. Đó, thì tại sao nó rẻ thì do nhà sản xuất thôi mọi người. Nhà sản xuất thôi. Chứ rằng cũng chẳng biết tại sao mà giá nó rẻ. Và hỏi chất lượng có hay không. Thì nếu mà so với tầm giá mà 800 mấy mà chúng ta sở hữu một con máy như thế này thì quá là ổn rồi nha mọi người, quá ổn. Đó, thì 830.000 mà chúng ta được một cái con máy nói chung là kim loại nè. Đó, thiết kế cũng đâu có tệ đâu, nhưng mà rẻ thì anh cũng không giải thích được tại sao nó rẻ. Đó, thì rẻ hay mắc thì cũng do nhà sản xuất thôi nha mọi người. Họ sản xuất ra thì mặt hàng nào họ nhắm họ bán với giá nào thì cái mục đích là của nhà sản xuất. Còn chúng ta dùng, nếu mà đã dùng qua và đánh giá được cái chất lượng của nó thì đảm bảo với mọi người, với cái giá tiền chỉ 830.000 mà để sở hữu một con máy này thì không tiếc cái đồng tiền đâu nha mọi người. Đó, với con máy SW 6000 chúng ta cho mọi người vô hồ dịch vụ cảo cá 10 mười mấy ký vẫn khỏe nha mọi người, vẫn khỏe với con máy này. Mặc dù đây nó không có để cái mắt ráp, không để mắt ráp nha mọi người. Nếu mà chúng ta so với những cái dòng máy cũng full kim loại giống thế này, và giờ cái máy Ryuko Bomber hồi xưa đó hay có bán nhà Đức Hàn nha mọi người, Bomber thì trên con máy Bomber để mắc ráp là 13 và 15 kg, thì theo nghĩ với con máy này thì mắc ráp nó khoảng đó và hơn nha mọi người. Còn cái con máy mà chúng ta bắt được con cá bao nhiêu ký á, thì tùy thuộc vào cái khả năng của chúng ta nữa. Chúng ta còn xả bên nè, đó, xả bên ra, trừ khi nào chúng ta siết chặt quá thì nó nổ dây, đó, nó nổ dây thì nó mất cá thôi. Còn khả năng bắt cá thì tùy thuộc vào cái kỹ thuật của mỗi người nữa. Đó, con này chúng ta vặn cứng nè, nó vặn cứng lại thì bên không xoay luôn nha mọi người. Lực tay chúng ta vặn như vậy nè cũng khá là lớn nha mọi người, khá là lớn nhưng mà không xoay này, đỏ tay luôn nha mọi người. Chúng ta xả ra thì nó xoay. Nếu gặp trường hợp cá lớn thì chúng ta chỉ để bên cứng vừa phải. Đó, cứng vừa phải cho con cá nó chạy, thì con cá nó chạy, nó lôi thì thấy cái lực hơi nặng thì nó chạy một khúc nữa nó sẽ mệt, khi đó nó sẽ dừng lại thì chúng ta sẽ quay cá nó vào lại. Đó, và cứ thế nên con cá mà chừng 30-40 kg cá bò thì cỡ máy này thì đảm bao cho người bắt thoải mái luôn, vô tư luôn nha mọi người. Với dòng máy này chúng ta vô hồ cá lớn. Đó, còn sảy cá là trường hợp chúng ta quăng mồi xong chúng ta quên đi, đó, chúng ta siết mô bin cứng lại quá rồi chúng ta để gác trên cần, thế này, khi con cá nó ăn nó bị đau nó chạy, nó sốc, nó hơi sốc lưỡi đau nó chạy thì cái lực chạy nó rất là mạnh nha mọi người. Đó, chạy thẳng dây ra luôn. Nhiều khi ben là cần chúng ta mà những cái trống mà yếu là có thể là bay trống xuống luôn á. Còn chúng ta để ý, đó, chúng ta để hờ một chút, vừa đủ độ sốc cá thôi, nó ăn nó sốc nó chạy, mô bin chúng ta sẽ xả, ra mà chúng ta từ từ bắt con cá thì nó lại hiệu quả hơn. Nói chung là câu mà, cái đó kỹ thuật thì nói chung là ai cũng biết, nhưng mà đến khi câu á, lại quên mọi người, gạn bị quên hoài, mình lại để cái bên cứng như nè. Đó, cứng rồi nó kéo, mà nếu mà lực cứng quá thì nổ dây hoặc là tét mép cá, sảy cá thôi. Nói chung là nhiều trường hợp sảy cá lắm mọi người. Nói chung là gặp câu gặp thực tế thì chúng ta lại thấy nó những cái trường hợp xảy ra nó nhiều lắm, chứ không phải đơn giản là chúng ta cầm máy cần câu rồi vô hồ quăng mồi xuống là câu. Nhưng mà khi mà chúng ta câu thì lại có nhiều cái chuyện xảy ra trong đó nữa. Nhưng mà đó thì con máy này nói chung là thông số cơ bản nó chỉ như vậy thôi nha, cũng không có gì. Nói chung là bao cho người full kim loại nè, đây có khóa 2 chiều nè. Đó, khóa 2 chiều thì chúng ta khóa lại 1 chiều thì chúng ta chỉ xây được 1 chiều thôi. Thường thì chúng ta câu chỉ để 1 chiều thôi người, không cần chiều thứ hai này đâu, để 1 chiều. Đó, và nội thất bên trong nha mọi người, bên trong này cò nè. Đó, nói chung là nó nhảy rất là đầm và khỏe. Phía trên phần hãm nó trang trí máy rất là đẹp nhưng mà tên mô bin đó rất là đẹp. Đó, đây phần nội thất bên trong máy này nhìn cũng khá là chất lượng nhưng mà đó, ở đây nó có thêm cho mọi người những cái vòng bi này, mọi người kỹ thấy đó. Ở đây có vòng bi và đông đền, thì nó tặng thêm cho người lúc nãy có 2 đông đền đó, thì mọi người để đây khi mà mọi người xài một thời gian nó mòn mọi người thì mới thay thôi, còn mới thì chúng ta không cần đâu. Và ở đây có cái vòng bi này, cái vòng bi thì nó sẽ ma sát với cái nó sẽ tiếp xúc với cái thành của cái máy này đó, cho chúng ta khi mà chúng ta ra dây hoặc là thu dây vào thì nó sẽ im và mượt hơn. Tác dụng của cái vòng bi ở đây nha mọi người. Đó, thì giá con máy này vẫn như cũ, không thay đổi nha mọi người. Giá là 830.000. Thì phí vận chuyển toàn quốc chúng ta là 30.000 nữa. Đó, vận chuyển toàn quốc là 30.000 nữa nha mọi người. Còn nếu mà mọi người ở thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ được miễn phí vận chuyển con máy này luôn. Đó, và đến shop lấy thì sẽ được giảm giá hoặc là có quà tặng. Đó, hoặc là mọi người ở xa mà muốn miễn phí vận chuyển thì rủ thêm ai đó mua thêm một máy nữa, có nghĩa là 2 máy thì sẽ được miễn phí vận chuyển nha mọi người. Một máy thì phí vận chuyển của nó là 30.000, còn lấy được 2 máy luôn thì số lượng hiện tại còn đúng 19 máy nha mọi người, đúng 19 máy luôn. Thì nếu mà lấy được 2 máy thì sẽ miễn phí vận chuyển, còn một máy thì phí vận chuyển toàn quốc 30.000. Đó, mọi người mua hàng thì cứ cho rằng cái địa chỉ ở nhà và số điện thoại, thì bên shop Rạng sẽ có người giao hàng tận nhà cho mọi người luôn, bất kỳ nơi đâu nha mọi người, giao hàng tận nhà cho mọi người. Và mọi người mở máy ra kiểm tra hàng, chất lượng máy này kia xong ok hết rồi trả tiền cho người giao hàng giúp shop Rạng là được. Đó, tất cả những sản phẩm bên shop Rạng gửi đi đều cho mọi người xem hàng hết. Đó, và máy sẽ được bọc chống sốc nè, bọc thêm một lớp chống sốc và bỏ vô thùng cà tông. Đó, khi mọi người đến thì khui ra và xem hàng xong trả tiền cho người giao hàng là ok nha mọi người. Đó, rồi ok, mọi người đặt hàng thì liên hệ shop Rạng qua 2 số điện thoại ở phía trên đây, nhắn tin gọi hoặc là Zalo, Facebook gì cũng được hết. Đó, hoặc nếu mọi người ở gần thì có thể đến shop lấy cũng được, địa chỉ shop cũng để ở phía dưới này. Trước khi đi mọi người lên Google Maps gõ Lê Rạng hoặc Đồ Câu Lê Rạng thì bên Google Maps sẽ chỉ mọi người đến tận nơi luôn. Đó, hoặc gần ngã tư Bình Thái, nếu người ở gần biết ngã tư Bình Thái cứ cách đó khoảng 50 m có hẻm 614, mọi người vô số nhà số 63 là được nha mọi người. Đó, còn nếu mọi người bận việc mà không đi, nếu ở gần ở khu quận 2, quận 9, Thủ Đức đó, thì bây giờ lên thành phố Thủ Đức rồi đó. Đó, trong khu thành phố Thủ Đức hoặc là Bình Thạnh gì đó gần thì mọi người đang bận hoặc là có việc gì đó không qua shop được, hoặc là đang câu trong hồ không ra đi được thì cứ alo cho Rạng, bên Rạng sẽ có shipper mang máy đến tận chỗ cho người luôn. Phí thì tầm 30.000 thôi. Đó, những cái khu gần thì phí khoảng 30.000 là máy đến tận nhà cho người luôn, không cần phải xách xe ra ngoài đường chạy bụi bặm mưa gió nha mọi người. Đó, thời buổi công nghệ thì cứ alo là sẽ có máy câu, cần câu, mồi câu gì đó đến tận chỗ hết cho mọi người. Rồi, ok, mọi người nhớ chia sẻ video ủng hộ nha mọi người, và đừng quên subscribe, đăng ký kênh để theo dõi những cái sản phẩm mới, những cái clip mới bên shop Rạng. Ok, tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.